Chào các bạn, buổi sáng 4 giờ rưỡi khi mà Ly thích chị đi bộ nha. Nó mới mát chứ tới trưa chút xíu nắng dữ lắm luôn á. Bây giờ khi mà Ly bắt đầu đi bộ nha. Các bạn ơi, khi mà Ly đi tới cầu Dằn Xây này nè. Hồi xưa gọi là cầu Sập á. Cầu Dằn Xây. À, nãy giờ khi mà Ly đi được 3 cây số 2. Ngày đầu không muốn đi nhiều, nóng quá. Trời chưa sáng nữa đó, chưa được 5 giờ ha. Chào quý vị và các bạn, hôm nay Kimberly đi bộ ngày thứ hai nha. Đây nè, Kimberly đi ngang cái chỗ này thấy đẹp quá nè. Bên này thì lúa người ta đã gặt xong hết rồi. Lần nào Kim về đây cũng hay đi vô trong này đi bộ. Không quen bụi chuối quá chừng lớn luôn. Đó, nguyên một ruộng cò luôn các bạn. Sau khi người ta gặt lúa đó, cò nó xuống nè. Quá chừng luôn các bạn thấy không? Trắng luôn. Bên kia là ruộng lúa ha. Mùa tháng này tháng 9 thì mùa lúa chín mà. Nên có rất là nhiều cò ha. Kêu quá chừng á. Buổi sáng đi rất là bình yên luôn. Đây là cái ao ha. Dưới này chắc có cá đó. Thôi cò nó bay kìa. Khi mình đi vô cái đường này là đường Bét Hang Lớn nha các bạn. Ấp Văn Hóa Bét Hang Lớn ha. Trái Bình Bát nè các bạn. Ở dưới quê mới có nha. Trái Bình Bát này khi mà nó chín nó màu vàng, nó thơm lắm. Nó cũng là dòng họ của như mẫn cầu á các bạn. Nên nhiều khi người ta tháp, hồi xưa người ta tháp Bình Bát với mẫn cầu á. Cái lá nó cũng tương tự với cái mẫn cầu gai á các bạn. Rất là cái khi nó chín á, cái mùi nó rất thơm. Hồi nhỏ hay dầm đá ăn á, dầm đá với đường ăn. Hộp không à. Mỗi lần ăn lừa hộp mỗi miệng chết mồ luôn. Đây cũng có một trái nữa nè. Đó. Bình Bát. Không thấy trái chín ha. Cây này nó mọc quang. Cây phun diệp nè. Cây này cái mùi nó thơm lắm đó. Lá phun diệp thì phải nè. Phải rồi đó. Lá phun diệp này người ta hồi xưa người ta làm dầu á. cho mấy mẹ mà sanh em bé nè. Xài dầu phun diệp ha. Thơm lắm, cái lá nó rất là thơm. Khi mà Ly ngửi thơm quá. À, cảnh quê ha. Mấy đằng kia là nhà mộ á. Quốc đằng kia có cái nhà mộ thiệt là lớn luôn. Wow. Ok, bây giờ Kim đi ngược về. Cũng đi xa rồi, nãy giờ đi 2 cây số rồi. Đi về nữa là đi về nữa là 4 cây số rồi. Nắng bắt đầu lên rồi đi không nổi các bạn. Chứ khi mà ở bên Mỹ Kim đi là ngày cỡ 7 cây số. Ở đây khi mà nắng lên nó rát chịu không nổi. Nhưng Kim thích đi ở trong đồng ruộng vậy nè. Nhìn hay. Kim đi trong này á, nó cũng ít xe hơn. Còn cái chỗ mà khi mở đi đâu có được đâu, xe chạy liên tục luôn. Liên tục luôn, không có đi dễ như vậy đâu. Kim đi bộ ngang nhà người ta thấy đu đủ nè các bạn. À, nhìn cây đu đủ lùng thấy thương không?
Cái này là bị gãy ngang rồi lên lại đó. Coi nè, cây này thấy thương không? Quá trời trái luôn. Ồ, đậu biếc nè các bạn, mọc quăng. Bên Mỹ là phải trồng đây mọc quăng. Chó nó thấy khiêm nó sủa. Đi nhanh nhanh. Chó nó gục á. Hồi xưa á, thêm bật mí một chuyện nữa cho các bạn xem. À, hồi xưa á, hồi nhỏ đó, khi bị chó cắn hai lần luôn á. Đi chơi hàng xóm á, đi ngang đường á, nó chọi cho nó cắn à. À, nhưng mà tới lớn vẫn còn thương chó lắm. Không có sợ. Nhà Kim nuôi ba con hiện tại luôn á. Ở đằng kia là hình như cái xã đó. À, đó, các bạn thấy cái nhà tuốt đằng đó không? Xa xa đó, con ngói đỏ đó. Hình như là xã Long Thạnh đó, đối diện nhà Kim mà. Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu nha. Kim Lê đi gặp nguyên một cái ao súng luôn các bạn. Đẹp không? Đằng kia có mấy chú vịt đang bơi. Mấy chú vịt thông thả ha. Đẹp quá à. Con súng ha. Hoa súng nè. Chuyện tình hoa súng. Bên này là cái ao rau muống. Rau muống đỏ ha. Tre đẹp quá. Ao cá nuôi á các bạn. Ao cá nuôi á, tức là dưới này có cá rồi. Lớn ghê không? Sao nước đục quá vậy ta? Nước giống như nước sông lợ. À, nhìn mây trời đẹp không? À, ao rộng quá. Đây là cầu ông Sủ nha các bạn. Không biết lịch sử từ đâu cầu ông Sủ ở cái cầu này. Cầu sắt ha. Trời đẹp quá các bạn thấy không? Buổi sáng á, mặt trời mới ra. À, cỡ này là khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ rồi. À, nhà người ta có nuôi gà với vịt gà. Nhìn thấy quê hương mình. Đó, các bạn nghe nhái nó kêu không? Nhái nó kêu á. Đây có cái giòm mã của ai không biết nữa. Trời đẹp quá. Đi gặp vườn đu đủ nè. Đây nhà người ta trồng ha. Quá chừng trái luôn ông ơi. Cái cân không? Nè. Wow, cái cây này sai trái dữ rồi ta. Tuy là nó nhỏ trái nhưng mà rất là nhiều trái ha các bạn. Wow. Ở Mỹ mà được cây vậy là quý chết luôn á. Bên này nè. Quá chừng trái luôn. Hầu như nhánh nào Kim Lê thấy cũng có trái hết trơn á. Wow. Này nè, cái nhánh này nè. Tông teo gì mà trái không? Mà thật ra cái cây này cái thân nó quá chừng lớn rồi, như cổ thụ luôn rồi. Chắc cũng vài chục năm rồi đó các bạn. Sáng ra lại đi hai lần tết.
uống gì đây, trà, matcha, cà phê. Hai mươi hai đúng không? Này 21 anh nhân trái S 21 bị bảy chỗ này nè, không phải sợ. Để em cảm ơn nè. 21 mà đẹp lắm. Rồi còn cái mười mấy của anh nữa, xe anh chán lên luôn. Quý vị và các bạn, Ly đang ở dưới Bạc Liêu ở Vincom. Vincom ở trong này nó có cái Winmart, nơi bán thức ăn rồi đó. Bây giờ Kimberly đi vô đây coi thử nha. Vô đây kiếm một mớ đồ xài. Vincom này nó mới mở dưới Bạc Liêu. Thì cũng siêu thị hả? Trái cây cam, cam 59.900 giảm xuống còn 39.900 ký. Thanh long, wow, trái thanh long to ghê luôn. Đẹp quá. Lassi thanh long thấy đi giá hả? Trái quá chừng lớn luôn rồi, thấy hàm không? Táo. Phải cũ hả? Wow, cóc chín nè. Wow, ngon quá chừng hả? Cóc chín. Trái bự quá luôn á. Này mận hả các bạn? Mận. Táo chôm chôm dưa lưới ha, cantaloupe dưa hấu à, cốc này cốc Thái nữa cơ mà. Wow, bưởi da xanh đã quá. Này bưởi năm rồi ha, sầu riêng à, cam cam xanh hơi cũ, chanh dây ha, cái này là xoài. Xoài này nhiêu ta? Cam sành nó thì 29.000. Xoài này không biết giá hả? Wow, xoài nữa nè. Cát non, xoài cát non giống Thái hả? 31.900. Không biết, thấy lạ quá. Ổi. Saboche hả? Giống như lòng mứt à. Mặn, ô mặn nè, Kim Ly thích cái mặn này đó. Mặn, mặn An Phước á. Mặn đỏ Phan Rang à, 79.000 một ký. Mặn ha. Thanh long vàng. Wow. Kim Ly quay vòng cho các bạn xem nha. Bên này là rau cải. Lụ nè, pomegranate, lụ đỏ hả, lụ đỏ, lụ này ngọt, apple, cam này giống cam kali quá vậy ta, cam này cam kali không, thơm á, mùi á giống mùi cam navel orange, cam kali, à, để cam vàng Úc hả, nhìn giống cái cam navel orange. Đây là bên dãy rau cải nha. Rau cải ha, bên này rau củ. Này táo Fuji á. Fuji Nam Phi hả? 69.900 một ký hả? Dưới kia là chuối ha. Đó. Kiwi. Kiwi xanh, kiwi hoàng kim á. Màu vàng, nho, nho grape, nho đỏ, nho xanh, nho đen. À, mấy cô này đang sắp rau cải. Bên này là hàng lạnh ha.
sữa, bơ, dairy, nấm. À, đằng kia là gì đây? À, có bán đồ chính ha, à, bếp nhà mình. Đây thì đồ đồ frozen, đồ đông đá. Cá nè, cá ba sa, cá hồi Na Uy hả, cá hồi là 429.000 một ký ha. À, cá hồi ở đây, cá hồi chả cá ngon ha, chả cá thác lát ha. Có bán đồ chính nha các bạn, bếp nhà mình. Đầy đủ, nhỏ nhỏ nhưng mà bán cũng đầy đủ các bạn ha. Tìm thấy cũng đầy đủ. Bờ này đồ đậu đá ha. Này là thịt bơ rọi, người Hàn Quốc họ hay ăn vậy, nướng đó. Cái này ký 280.000, sườn bò để hàng ha, 280.000 một ký là mười mấy đồng ha, mười mấy đô ha. Đó, đây là đồ khô ha các bạn, nước tương, nước mắm cũng đầy đủ hết. Lần đầu tiên Kim vô cái chỗ này, 3 năm trước thì Kim về Việt Nam ấy thì chưa có mở ha, mới mở gần đây thôi. Giờ Bạc Liêu cũng có đầy đủ rồi các bạn, giống như hồi xưa đó, nước tương à, đầy đủ hết ha. Bánh có bán luôn rượu à các bạn ha. Quay coi nè, chi chu rượu của Hàn Quốc, của đế. Máy này đựng ly rượu ha, ly rượu. Wow, bán đầy đủ nha các bạn. Nồi cơm điện ha, con nồi chảo. À, khi thấy vậy là đầy đủ lắm rồi, sống với Bạc Liêu cũng khỏe nè. Wow, chén đẹp, tô đẹp quá. Đấy, 118.000 một cái tô này. Đẹp quá. Họ coi mấy cái chén này dễ thương không? Cái này đổ bánh bò dễ thương lắm hả? Đó, em ly đi một vòng cho các bạn xem. Hello, chị với đứa em họ đi mua đồ. Có bán luôn quần áo rồi các bạn, xuống dưới này là quần áo ha, có quần áo luôn à, dễ thương ha. Kim Ly chào quý vị và các bạn nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video kế tiếp, à, quay cái siêu thị cho các bạn xem. Ở Bạc Liêu có, cũng có đó nha.